Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ mang tên Sports Center One khi dự giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á tại nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc, thử lửa cho SEA Games 32. Đây là giải đấu cấp châu lục, các câu lạc bộ của Việt Nam khó đáp ứng được chuyên môn. Vì vậy, chúng ta thường dự giải với đội tuyển quốc gia. Năm nay, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ lấy tên là Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia 1, tức Sports Center One. Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, kiêm Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lý giải về tên gọi của đội. Ông Vân cho biết, giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á là cơ hội tốt để thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt chuẩn bị cho SEA Games 32 tại Campuchia vào tháng 5. Bởi giải có cả những đối thủ có trình độ chuyên môn cao hơn, ngang bằng và thấp hơn. Giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc với sức chứa 3.000 chỗ ngồi. Ngoài vé mời, ban tổ chức sẽ bán từ 500 đến 700 vé mỗi ngày thi đấu với giá từ 30 đến 50.000 đồng. Giải cũng áp dụng công nghệ Video Challenger giống VAR trong bóng đá để xem lại các tình huống khi có tranh cãi.